Hello, xin chào các bạn nha. Mình chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình. Rồi, hôm nay mình mới được tặng một cái con chuột nè các bạn. Đó, đây. Cái này thì có thể là có nhiều bạn chưa biết con chuột này là tên gì. Nhưng mà mình thấy các bạn cũng nuôi cũng có nhưng mà ít. Tại vì cái dòng chuột này là nó mắc nha các bạn. Nó mắc tiền là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ có một cái đuôi. Để mình bắt cái lên cho các bạn xem nha. Con này thì nó hơi khó bắt một tí các bạn. Tại vì nó nhanh lắm, nó nhanh hơn hamster rất là nhiều. Cái chân của nó thì dạng như là chuột nhảy các bạn. Cho nên là mình thấy cái chân nó dài lắm. Nó dài hơn chuột hamster của mình. Đó, đây, cái chân của nó nè. Cái chân của nó thì rất là dài. Và khi mình bắt thì mình thấy nó là biết nhảy nha. Nó nhảy lên một khoảng 5cm á. Đó, còn hamster thì nó không có nhảy, nó chỉ chạy thôi. Còn con này nó biết nhảy nha các bạn. Thì con này ở Việt Nam mình gọi là chuột đuôi mập các bạn. Tại vì nó có một cái đuôi nó như thế này. Con này thì size baby nha. Size baby, nó chưa có lớn hẳn đâu. Lớn thì cái đuôi nó, nếu như mà nuôi đầy đủ dinh dưỡng thì cái đuôi nó sẽ mập lên nữa. Còn hiện tại thì cái đuôi nó cũng ú như thế này thôi. Vừa thôi. Rồi. Chuột này thì mình thấy rất là ít bạn nuôi. Tại vì giá nó cao lắm. Giá nó hình như là, tại vì lâu quá mình không có coi giá chuột này, hình như là 300-400 gì một con á, khoảng khoảng đó. Ở nếu như mình có nói giá sai thì các bạn cũng thông cảm với mình nha. Tại vì đó giờ mình không có nuôi dòng chuột này, mình không có bán dòng chuột này luôn. Con chuột này thì mình không có bán luôn nha các bạn. Thì thôi, có nhiều bạn vô nhắn mình hỏi có bán chuột này không á. Mình hiện tại bán hamster winter wild thôi. Còn chuột này giá nó cao lắm, với lại cũng ít người chơi nữa cho nên là mình bán không có được. Còn bé này thì chị khách của mình cho sinh sản ở nhà như được 4-5 con rồi đó. Thì chị đó đem qua cho mình một con để nuôi chơi. Đấy, bé này là bé đực nha các bạn. Đây, mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem. Đó. Cái lông của nó thì mình thấy nó tự tựa lông của mấy con chuột robo nha. Tại vì khi mà các bạn vuốt ngược cái lông nó lên á, thì nó sẽ có cái phần lông đen ở dưới. Đó, cái phần đen ở dưới nè. Đó. Thì mình thấy nó sẽ, cái lông của nó sẽ giống với cái lông của cái mấy con chuột robo. Đó. Còn mấy cái con chuột mà winter wild hoặc là campbell, nói chung là mấy con chuột thường á, thì cái phần chân lông của nó sẽ màu trắng. Còn mấy con này vuốt ngược lên thì cái chân lông của nó màu đen. Còn ở trên thì nó có màu, màu dạng như là màu vàng cát các bạn. Màu xám xám, màu vàng cát như thế này. Con này thì theo mình biết thì nó chỉ có một màu duy nhất thôi nha các bạn, chứ nó không có màu đốm rồi màu xanh, màu đỏ hoặc là màu trắng sọc gì hết nha. Nó chỉ có duy nhất một màu thôi. Và mắt của nó thì màu đen. Đó, mắt của nó auto màu đen luôn. Cái miệng, cái mặt của nó thì cái lỗ mũi của nó hơi dài nha các bạn. Thì dài giống như là chuột nhắt nha các bạn. Ở cái mặt của nó mình thấy nó cũng không có được vui lắm các bạn. Không biết là tại do cái cơ địa cái mặt nó vậy hay là sao. Mà nó hiền lắm. Nó hiền khô à. Chuột này là chuột cảnh, nuôi rất là hiền. Còn cái chân của nó thì mình thấy nó dài. Là mình biết là cái này là thuộc là cái dòng chuột nhảy các bạn. Và nó nhảy được, nó nhảy được cái độ cao khoảng 5cm nha các bạn. Đó. Nếu như mà mình bắt nó mà mình thấy nó thấy mình sợ á, thì nó sẽ nhảy. Chứ nó không có chạy nhanh như là mấy con chuột winter wild hoặc là mấy con chuột thường của mình. Mấy con chuột hamster thường, thường nếu như mà nó sợ thì nó sẽ chạy nhanh. Còn này thì nó sợ quá thì nó sẽ nhảy. Nhảy đi luôn. Đó. Con này thì còn nhỏ thôi các bạn. Để mình nuôi thử đi. Thì cái dòng chuột này thì mình chị mình mới nuôi lần đầu luôn. Đó, chị khách mới tặng qua cho mình thì con này là con đầu tiên mình nuôi luôn. Thì nuôi thì cũng tương tự như là hamster thôi, cũng cho nó ăn thức ăn và lót chuồng nè, lót mùn cưa, cho nó ăn thức ăn, để bình nước cho nó uống thôi. Đó. Cái này thì nói chung là ít bạn nuôi á. Nguyên nhân thứ nhất là giá nó cao. Đó, những bạn mà học sinh nhỏ rồi đó thì có thể là không có đủ chi phí để mua một con chuột này để nuôi. Cái thứ hai là nó sẽ có một cái đuôi. Cái đuôi này thì sẽ kén người nuôi hơn. Tại vì có rất là nhiều bạn sợ cái mấy con chuột mà nó có cái đuôi á các bạn. Đó. Cái đuôi này là, ăn tiền không là do cái đuôi này nha các bạn. Chứ các bạn đừng mua về rồi cắt cái đuôi đi nha. À, cái này có nha các bạn, có nhiều bạn nuôi cái con chuột bạch đó. Rồi về thấy cái đuôi nó sợ quá, cắt cái đuôi nhỏ đi luôn. Cho nó giống con chuột hamster. Đó. Bạn lưu ý nha, chuột nó sao để vậy. Chứ đừng có gọi là độ hay là chế cháo gì lên con chuột của bạn nha. Lông nó sao để vậy nha các bạn, có nhiều bạn rồi bài cho mình là nhuộm lông nữa.
đó, mấy bạn nó gọi là cái đầu óc gọi là siêu phàm luôn thì mình cũng thua luôn rồi. Chuột thì sao, các bạn về nuôi dạy cho nó ăn thức ăn của nó chứ không có cho nó ăn thức ăn bậy bạ nha. Ăn thức ăn bậy bạ rồi nó bị bệnh tiêu chảy. Mà các bạn biết rồi là mấy con chuột này á, mà nó bị bệnh á thì nó không có thuốc để chuyên dụng để chữa cho nó đâu, mà người ta chỉ lấy thuốc của chó mèo hoặc là những cái con vật khác, hoặc là gà đâu đó chẳng hạn, người ta cho nó uống đỡ thôi, hoặc là thuốc của trẻ em á cho uống đỡ thôi, ví dụ bệnh tiêu chảy rồi chẳng hạn, chứ không có thuốc chuyên dụng để dành cho mấy con chuột này. Vì thế mà nó bị bệnh á, thì rất là khó trị và nó bị tử vong là rất là cao nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý cho nó ăn thức ăn khô của nó, còn những thức ăn mà dễ bị tiêu chảy như là rau đó thì các bạn cũng hạn chế cho nó ăn nha, vẫn cho nó ăn nhưng mà cho ăn ít thôi. Đây mình mới chị đó mới đem qua cho mình á, mình để vô cái chuồng này đỡ, rồi vài hôm nữa mình sẽ kiếm cái lồng lớn lớn tí mình để nó vào ha. Rồi mình sẽ nuôi thử con này nha. Ở trong quá trình nuôi á, có gì nếu như mà nó có gì khác ngoài con hamster tí á thì mình sẽ quay video chia sẻ lại cho các bạn, để cho những bạn nào mà muốn nuôi cái dòng chuột này thì có thể tham khảo qua những cái video của mình. Mình thấy nó cũng dễ thương đúng không bạn, rất là hiền, nhưng mà nó hơi nhát, chắc có thể là con này nó còn nhỏ, với lại nó mới qua cái chỗ cái chuồng mới các bạn, nó chưa có quen, cho nên là mình chịu khó thuần nó lại cho nó dạng hơn ha, tại thì nó còn nhát lắm. Lông nó đẹp ha các bạn, màu dạng như màu vàng cát các bạn. Con này thì nó sống ở sa mạc mà. Còn ở dưới yếm của nó là màu trắng các bạn. Đây, dưới yếm của nó thì màu trắng nha. Ở dưới bụng của nó thì màu trắng. Màu lông của nó tương tự như màu lông của robo mặt nâu các bạn. Robo mặt nâu á, hoặc là những cái con robo màu thường á, thì cái màu lông của nó sẽ tương tự như vậy. Rất là đẹp. Những dòng robo thì các bạn đã biết rồi, nó đã đẹp rồi. Và những dòng này thì nó còn đẹp hơn nữa. Con cái nó có cái đuôi, có cái đuôi thì có nhiều bạn ví dụ như mình thích cái đuôi của nó đó, cái đuôi của nó thì cũng đẹp nha các bạn, nó ú rất là lạ. Còn có nhiều bạn thì không thích cái đuôi của nó, cũng tùy theo mỗi người thôi. Rồi video hôm nay thì đăng video này khoe với các bạn mình có con chuột mới nha các bạn, ở mình nuôi, rồi có gì trong quá trình nuôi mình quay video chia sẻ cho các bạn nha. Rồi và trong thời gian hiện tại thì mình không có gửi hàng đi xa đi nha các bạn, tại vì dịch bệnh đâu đó. Thì gửi cho các bạn á, thì nhiều khi là tới cái khu vực của các bạn nó bị cách ly, shipper không giao được, rồi hàng hoàn về rồi mình lại mất tiền ship nữa, thì mình lỗ, hôm giờ mình lỗ cũng ra khá là nhiều tiền ship rồi các bạn, cho nên là mình quyết định là không gửi luôn đó. Rồi 2 tháng 8 mình sẽ gửi lại, các bạn có thể đặt hàng trước cái trang Facebook của mình hoặc là trang web á, thì 2 tháng 8 mình sẽ gửi lại nha. Còn những bạn đặt hàng ở trên Shopee thì cứ đặt bình thường đi, mình cứ gửi, tại vì trên Shopee mà nếu như hoàng hàng có nó có hàng về á thì mình cũng không mất tiền ship, nên là mình sẽ gửi cho bạn thoải mái hơn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha, đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video về hamster cũng như là những dòng chuột mới cho các bạn xem nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.